Nhưng mà chúng ta học được 2 hôm rồi nhé, 2 buổi rồi. À, tôi nhắc lại một chút này, về 2 buổi vừa rồi này. Nhưng mà tôi sẽ dùng cái bảng này, tôi sẽ kèm thêm cái bảng này, tôi cho các bạn xem cái bảng này rất là hay nhé. Bạn có kỳ này. Đấy. Cho các bạn xem một chút kia. Này là cái từ hôm trước, cái này là cái. Thì tôi nhắc lại một chút này, tức là chúng ta đã học các cái kiểu dữ liệu cơ bản của Python, đúng không? Thì chúng ta nhắc lại là các kiểu dữ liệu, tức là các cái kiểu dữ liệu nhé. Đây, nguyên lên mà. Dữ liệu. Thì nó gồm có như này này, chúng ta nhắc lại nhé, nó có kiểu int. Integer đúng không? Nó có kiểu dữ liệu là số thực, là float, kiểu dữ liệu là sâu, là str, và một kiểu dữ liệu nữa là kiểu dữ liệu bool. Thì đây là những kiểu dữ liệu mà ta gọi kiểu dữ liệu đơn. Kiểu dữ liệu đơn là cái kiểu dữ liệu không cấu trúc. Thì sắp tới các buổi sau chúng ta sẽ học thêm những kiểu dữ liệu có cấu trúc khác, phức tạp khác của Python, nhưng mà đây là những cơ bản nhất và bất cứ con ai mà học Python đều phải nắm chắc cả 4 cái kiểu dữ liệu cơ bản này. Và những cái tên của nó, int, float hay là string hay là bool, nó đều đều những cái hàm cả, đều những cái hàm. Và đây là những cái hàm này, là những cái hàm mà dùng để chuyển đổi dữ liệu từ cái dạng khác sang cái dạng dữ liệu. Như vậy là cái int là cái kiểu dữ liệu, là cái hàm, là vừa là tên của dữ liệu vừa là cái hàm biến đổi từ dạng số thực, từ dạng string, từ dạng là bool sang int và ngược lại. Tức là các cái hàm này là cái hàm biến đổi, chuyển đổi kiểu dữ liệu. Đó là những cái phần mà chúng ta đã học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm tìm hiểu thêm một chút nữa về chúng ta học đến hai cái hàm, hai lệnh rất quan trọng là lệnh, đây là cái môi trường xử lý của Python đây, đúng không nào? Đây. Chúng ta đã học cái hàm để đưa vào là hàm input. Ôi giời, bị input. Cái biến lệch, nó cái biến lệch chứ sao nhỉ? Cái biến từ phần nó xuống, nó biến lệch xuống. Nhưng mà nó ở chỗ này, thôi thì không sao. Là lệnh print. Print. Là cái lệnh này đưa ra màn hình. Thì có sự khác biệt lớn giữa input và print. Hàm input là hàm là lấy dữ liệu từ, chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím. Nhưng mà nó luôn trả lại giá trị là một sâu. Nhưng mà khi tôi viết là x bằng như thế này thì x luôn luôn nó luôn trả lại giá trị là một sâu. Đấy, như là x tôi viết là print là input. Input là nhập một số, đúng không nào? Nhập một số chẳng hạn. Mặc dù là viết là số thôi, nhưng mà khi mà chúng ta mà nhập từ bàn phím vào thì nó sẽ x nó là một sâu. Còn hàm print thì nó lại không phải như vậy, nó không phải là một cái hàm mà nó chỉ là một cái lệnh. Print, tôi pin ra dòng chữ là hello chẳng hạn nhé. Đấy, thì là như vậy là có ta thấy sự khác biệt giữa hai cái lệnh cùng viết như nhau là print mở ngoặc đóng ngoặc, input đóng ngoặc mở ngoặc, thì nó đều là cái hàm cả ở trong Python thì mọi thứ đều là hàm cả, nhưng mà sự khác biệt giữa hai cái hàm này, đây là cái hàm mà trả lại giá trị. Cái hàm này là cái hàm không trả lại giá trị. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm một chút về những cái hàm là không trả lại giá trị. Khi tôi viết là print như này đúng không? Khi tôi viết là print Hà Nội như này. Cái hàm print nó có thể in ra nhiều nhiều thông tin cùng một lúc. Đấy.
Rồi này, đây là ba cái tham số của cái hàm prim nhé. Thì in lên ra luôn như này. Bây giờ chúng ta viết thử x xì bằng prim mười hai chẳng hạn, 13 chẳng hạn, viết như này nhé. Thì nó vẫn chạy lệch là prim. X xì là cái gì? Vậy x xì tôi viết đây, x xì nó không là cái gì cả. Đấy, thì là như vậy là cái hàm này là cái hàm mà là không trả lại cái không trả lại giá trị gì cả, và nó rỗng như này. À, thì ở trong Python nó có một kiểu dụ đặc biệt để mô tả kiểu dụ này. Vì tôi kiểm tra type x nhảy lên thì nó là kiểu dữ liệu gọi là null type. Như vậy null type là cái kiểu dữ liệu không là gì, không 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 là không, không, không kiểu dữ liệu không là kiểu dữ liệu gì cả. Khi một cái biến nhớ mà được gán giá trị là null là một kiểu năng thai thì nó không như vậy. Như vậy là cái hàm mà lệnh print là hàm trả lại giá trị thuộc kiểu năng thai, thấy không nào? Và giá trị của chị là cái gì? Nó là cái này, nó là cái từ này, năng năng mà thân năng nó là một từ khóa nhé, một từ khóa của Python. Chúng ta không được dùng, không được phép dùng cái biến nhớ được là năng, mà năng là cái giá trị duy nhất của kiểu năng thai. Để tôi viết này, a bằng năm có được không? Enter được. Thì lúc này a là kiểu dữ liệu năm thai không là gì cả. Như vậy cái trường hợp này thì a trùng với gì, a chỉ là trùng với gì. Đây tôi viết thử nhé, tôi viết a này, a không là cái gì cả, nhưng tôi viết a này bằng x. A x đều là năm cả, thì tôi nó là true. Như vậy là a là cùng kiểu dữ liệu với x, cùng giá trị với x là năm. Tôi có thể print cái a ra thì pizza là chữ năm. Như vậy là các bạn biết thêm là ngoài cái như vậy là ngoài là bốn kiểu dữ liệu chính là kiểu int, kiểu float, kiểu int này, float này, str này, đúng không nào? Rồi là bool này, đó là kiểu dữ liệu cơ bản. Ngoài ra còn một kiểu dữ liệu nữa là null type nhé, chúng ta chú ý. Vậy null type là một kiểu dữ liệu nữa. Nhưng kiểu dữ liệu này thì nó không dùng gì, nó dùng code để mà chỉ các cái giá trị của là null thôi nhé. Và đặc biệt những cái hàm nào mà trong Python ấy thì những cái có rất nhiều hàm số nó không trả lại giá trị gì cả, hay nói cách khác là nó trả lại giá trị là null. Đấy. Thì cái đơn này nó có ý nghĩa giống hệt như là ở trong Pascal và C, nó có cái khái niệm là nin ấy, hay là nun ấy. Ở trong cơ sở dữ liệu thì nó là nun, ở trong Pascal và C nó là nin. Thì cái này là nan này chính là nghĩa là chỉ như vậy, là không chỉ cái gì cả, không có chỉ gì cả. Thì cái nan này là dùng rất là nhiều trong chương trình luôn ấy, dùng rất là nhiều luôn. Thì như vậy nó là một cái hằng số quan trọng, nó là một từ khóa luôn, đồng thời nó là một từ khóa và là rất quan trọng. Ở trong Python chỉ có ba cái giá trị là được mô tả bằng chữ in hoa thôi, là true là chữ hoa, vừa là chữ hoa, false là giá, đây là hai cái giá trị duy nhất của kiểu dữ liệu là bool. Ngoài ra cũng có null là cái từ khóa viết hoa, là cái giá trị của kiểu dữ liệu là null type. Các bạn chú ý nhé. Và như vậy chúng ta từ nay chúng ta sẽ bắt đầu dùng đến các cái khái niệm null này. Và biệt thân nói luôn là các cái hàm mà không trả lại giá trị, hay là trong C thì nó gọi là hàm void đấy, hàm void, thì ở trong Python thì cái hàm đó là cái hàm mà hàm không trả lại giá trị, nhưng mà thực chất ra là nó trả lại giá trị là năm. Các bạn nhớ nhé, đấy, nó trả lại giá trị là năm. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ học sang cái bài mới là chúng ta sẽ khởi tạo ra những cái hàm riêng của chúng ta. Ngoài những hàm chúng ta đã biết rồi, hàm int, hàm float, hàm bool, hàm str, hay là những cái hàm như là hàm input, hàm print, như là hay là hàm eval, chúng ta biết rồi, thì chúng ta sẽ học thêm những cái hàm khác nữa, là những cái hàm có sẵn ở trong Python. Nhưng mà hoa cho học thêm cái cách chúng ta tạo ra những cái hàm mới của chúng ta.
cách tạo hàm số cách tạo các cái hàm ở trong Python nó vô cùng đơn giản, vô cùng thuận tiện, đơn giản lắm, giống như là tạo hàm số ở trong C, trong Pascal rất là dễ. Là như sau nhé, chúng ta cách làm như sau là chúng ta phải khai báo một lần rồi thì chúng ta dùng mãi mãi trong trong chương trình đó, chúng ta dùng mãi mãi về sau trong suốt các chương trình đó nhé. Thì khai báo như sau này. À, khai báo là chúng ta bắt đầu từ một cái từ khóa là def như này. Đấy, cái từ này cái từ definition đấy, bắt đầu từ definition là cái từ mà để mô tả định nghĩa một cái hàm trong, sau def cách ra cách là tên hàm, ví dụ như là f tên hàm. Trường mà đơn giản nhất là chúng ta chỉ có một chữ cũng được, tên là hàm am f rồi đi. Thì sau hàm f thì chúng ta tên hàm chúng ta phải có là mở ngoặc đóng ngoặc, và bên trong ngoặc này thì có thể có tham số hoặc là không có, giả sử không có đấy nhé. Thì đây là mô tả sau hàm số chúng ta phải có gì, dấu hai chấm xuống dòng đó, xuống dòng và thụt vào, và tất cả các cái định nghĩa của hàm đều được mô tả trong phần thụt vào này. Anh vào đây nhé, thụt vào. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi viết là x thì bằng, xin chào, xuống dòng và print x. Lấy ví dụ gì, nhưng mà cái hàm này nó có hai lệnh thôi nhé, và tôi enter một nữa là kết thúc này, kết thúc. Đấy, như vậy người ta có một cái, ta tạo ra một cái hàm mới có tên là f. Hàm này là không có tham số, và khi tôi gọi nó này, lời gọi hàm của nó là f này, tên hàm là sẽ là mở ngoặc tên tham số sau đóng ngoặc lại như này. Để vậy và enter. Đấy, là xin chào đúng không? Nhưng mà cái hàm này của chúng ta là gọi là chính là xin chào đây, xin chào đây. Như vậy là cách viết hàm là rất đơn giản, và tất nhiên là nó có dấu hai chấm và nó phải tuân thủ cái nguyên tắc thuật vào của Python, giống như lệnh if, giống như lệnh for, lệnh while chúng ta học từ hôm trước. Đó, thì đó là cái hàm số đầu tiên chúng ta tạo ra nhé. Thì như vậy là cái hàm, bây giờ tôi mô tả cái hàm này, hàm f nhé. Bây giờ tôi mô tả một hàm thứ hai là g đi, g, và tôi có một tham số là n chẳng hạn. Hàm này là hàm tôi muốn là trả lại giá trị, chứ không phải hàm này là hàm không có giá trị trả lại nhé. Hàm trả giá trị là cái hàm mà nó có cái từ khóa là return. Đây, sử dụng viết là hàm này có giá trị là n, viết là x bằng 2 nhân với n, sau đó tôi return x. Thì đây là một cái hàm mới nhé, hàm mà là có chữ return. Thì sau từ khóa return, bản thân cái từ return là cái từ là một từ khóa của Python nữa, là sau thôi là cái giá trị của hàm này cần trả lại. Như vậy là trong định nghĩa của hàm thì ở bất cứ đâu có từ return này là khi chạy đây là máy dừng lại và thoát ra khỏi hàm, và trả giá trị là cái giá trị đằng sau cái từ khóa return. Enter. Đấy, như vậy cái hàm này, sau cái hàm này là cái hàm mà đầu vào, tham số đầu vào là n, đầu ra là gì, trả lại là 2n. Đây, tôi gọi là g này, tôi gọi là g là 6 chẳng hạn. Enter, nó trả lại là 12. Thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta đã nhìn thấy tôi định nghĩa rất đơn giản, hai hàm, hàm f và hàm g. Hàm f là hàm không có chữ return. Thấy không nào? Không có chữ return. Là hàm f là cái hàm người ta gọi là hàm void, là tiếp tục. Nhá. Bây giờ tôi thử làm sao, tôi thử viết là a bằng f có được không, mặc dù là f không phải là hàm trả lại, tiếp có được không, enter, được, hoàn toàn được. Thì nó chạy chạy f và a vẫn là a đây, a thực ra a là không có gì, mà như vậy a là chính là kiểu dữ liệu là non time. Tôi viết a bằng non có đúng không nhé, nó là true. Như vậy là với những cái hàm là hàm void đấy, hàm void không trả lại giá trị thì nó gì, thì nó vẫn trả lại giá trị là 5. Được chưa? Đấy. Còn cái hàm thứ hai thì viết là b bằng g 23 chẳng hạn. Đây. Thì giá trị trả lại của nó là b. Enter, không chạy gì cả, 2b đây. Thì b chính là gì? B chính là 2 nhân với 23, tức là b bằng 46. Như vậy là hàm này trả lại giá trị bình thường đúng không nào? Đấy, và cái kiểu giá trị của b
vẫn là B, kiểu của nó là gì, là kiểu số nguyên thôi, tùy thuộc vào giá trị, kiểu là số nguyên, được chưa? Đó, miễn là B là cái kiểu mà nó là đồ bài của nó là như thế này mà, được chưa? Đây là đi thơ này. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta định nghĩa được cái hàm nhé. À, bây giờ tôi thêm cái hàm nữa đi. Một cái hàm mà nó sẽ có hai tham biến, hai tham số f này, tôi viết là hh đi. Đầu vào của nó là hai biến nhớ là x và y, và trả lại return return là x cộng y. Đơn giản như vậy là như hàm này có là trả lại, có trả lại giá trị là tổng của hai số x và y. Đây thì viết là, biệt thì viết là hh của 18 2 chẳng hạn, giá trị như này trả lại là 20. Như vậy là cái hàm mà h là hàm có hai tham số nhé, x và y, thì lời gọi của hàm của nó cũng phải chính xác là hai tham số. Mình thì biết là 10 như này, mày báo lỗi ngay, là mày báo lỗi ngay, vì là bản thân cái hàm h nó có hai tham số, nhưng mà tôi gọi trong lời gọi của tôi chỉ có một tham số thôi, là mày báo lỗi, được chưa? Như vậy vẫn phải có hai, như là hh 10 15 chẳng hạn, thế xong thì nó trả lại của nó là tổng của hai tham số đầu vào là 10 và 15. Đấy, và thế nào, như vậy cái định nghĩa của hàm số của bài thơ nó rất là đơn giản như vậy. Để chúng ta cùng nhau làm số bài tập đơn giản liên quan đến hàm nhé. Cũng sẽ làm ngay trên này thôi, và chúng ta sẽ cùng đây. Bây giờ tôi làm thử nhé. Bây giờ tôi sẽ làm def, gọi là tổng đi, n. Cái hàm này là hàm sẽ tính tổng các số từ 1 đến n, được chưa? Làm được không? Được. Để tôi viết, tôi khai báo một cái biến s gì? Không. Và tôi for n nhé, n là đây là tôi bài của tôi là tính tổng từ 1 đến n, như là for i in range từ 1 đến n, đây là n cộng 1. Và s bằng s cộng y. Đấy. Được chưa? Và đây là lùi ra và tôi return s. Đúng rồi. Enter lại lần nữa này. Tôi vừa mới viết xong cái hàm tính hàm tổng tổng có tên là tổng và có một cái tham số là n thôi. Hàm này là tính tổng số từ 1 đến n. Để tôi tính tổng tổng nhé. Tổng của 10 thì là 55, tổng 100 thì là cái này. Tôi khai báo n bằng rất rất lớn như này. Tổng thì lâu chưa? Và cái này của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? 10 là 1 triệu này. Ở đây là 10 tỷ. Để chúng ta thấy là như vậy, tôi tính tổng 10 tỷ số, xem nào nó có lâu, cũng là khá lâu. Để chúng ta lấy đồng hồ, chúng ta trả, chúng ta kiểm tra xem là cái gian này là bao nhiêu. Hơi bị lâu đấy. Tôi nếu mà lâu quá, tôi sẽ phải dừng lại. Tôi để 1 triệu thôi. Cái này là những 1 tỷ. Một này nên là cái này là 10 tỷ, thôi tôi xóa đây nhé, không đợi được. Dù hàm này là hàm tính tính thôi, nhưng mà với cái tính n là 10 tỷ thì nó không, nó rất lâu, chúng ta không chờ được. Thôi tôi xóa đây nhé, muốn muốn dừng lại cái hàm đang chạy, tôi bấm Ctrl C là sẽ dừng lại nhé. Bây giờ tôi ra tính tổng của 1 triệu thôi cho nó dễ nhé, một này không 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 thì chắc là tính tổng 1 triệu thì không vấn đề gì. Đây ra ngay là tức này. Còn lên, nếu mà lên 1 triệu mà lên đấy 100 triệu hay là 1 tỷ là rất phức tạp, vừa rồi tôi cho được 10 tỷ là quá lớn, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm vài chương trình đơn giản nhé. Bây giờ làm chương trình như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại chương trình, chúng ta làm chương trình mà cho nó có hàm số,
thì khi viết chương trình của hàm số thì viết chương trình nó sẽ rất là gọn nhẹ, rất là rõ ràng. Thì bản thân Python cũng làm một cái lập trình có cấu trúc, không những có cấu trúc giống như là C và Pascal, nó còn là một cái những lập trình mà hướng đối tượng hoàn toàn. Thì sau ta sẽ hiểu rõ không cái đó, nhưng mà hôm nay ta sẽ biết được là một chương trình mà hỗ trợ cấu trúc thì nó như thế nào, viết như thế nào. Nói chung là cũng rất đơn giản thôi nhé. Tức là cái phần khai báo chúng ta khai báo ở bên trên, phần trình chính chúng ta để ở dưới. Tất nhiên là những cái một số những cái hằng số, những cái tham biến chính chúng ta để bên trên, và sau đó là khai báo hàm. Khai báo hàm có thể là một hàm hoặc nhiều hàm, trình chính chúng ta để xuống dưới. Được chưa? Đây tôi giả sử nhé, tôi làm như này này. Bây giờ tôi sẽ làm như sau là chúng ta nhập từ bàn phím mà tập bàn phím hai số m và n cách nhau bởi số phẩy, và chương trình sẽ tính ra được cái ước chung lớn nhất của hai số m và n. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ viết trước khai báo một cái hàm. Hàm này là hàm tính ước chung nhất của hai số m và n, ký hiệu là GCD nhé. Cái tiếng Anh là chuẩn. Là m phẩy n, đây là cái khai báo cái hàm. Hàm này là dùng để tính ước chung lớn nhất của m và n. Thì chúng ta đây cái này chúng ta biết rồi. Cách làm là như thế này nhé. Chúng ta không dùng cái thuật toán chuẩn xác của nó. Chúng ta dùng thuật toán đơn giản mà nhiều người hay nhiều người chúng ta hay làm, mức độ rất đơn giản như sau này. Chúng ta làm là dùng cái lệnh OA như này. Nếu m lớn hơn n thì ta giảm đi m bằng m trừ n cường lại. Nếu n lớn m chúng ta lấy n bằng n trừ m, khi nào chúng bằng nhau thì đó chính là ước chung lớn nhất nhé. Vậy thì vậy là y m trừ nào mà m còn khác n thì chúng ta còn thực hiện, còn bằng nhau thì thôi, bằng nhau ta chạy về luôn nhé. Đây if này, if m lớn hơn n thì m bằng m trừ n, đúng không? Else ngược lại, n bằng n trừ m, đơn giản. Còn ở đây vòng lọc oai này thì khi thoát ra khỏi vòng lọc oai, tức là khi mà thoát ra khỏi oai, tức là khi m bằng n thì ta return trả về là n hay là m. Thì như vậy chúng ta ở đây chúng ta vừa khai báo xong cái hàm là hàm GCD. Hàm GCD là cái hàm tính ước chung lớn nhất của m và n, dùng lệnh oai và lệnh if else nằm bên trong lệnh oai, rất đơn giản như này thôi nhé. Rồi thì chúng ta sẽ nhập m phẩy n, ta nhập từ bàn phím hai số nhé, hai số thì chúng ta dùng hai số cách nhau bởi dấu phẩy, chúng ta sẽ dùng hàm eva này chúng ta nhập hai số nhé. Input nhập hai số cách nhau bởi dấu phẩy, được chưa? Mà chúng ta sẽ print luôn chứ, print ước chung lớn nhất của m và n là, hay tôi luôn bảo là GCD m phẩy n, được chưa? Nhắc lại những từ ra đúng hay sai nhé. Eva này, input này, nhập hai số cách nhau bởi dấu phẩy đấy nhé, đóng hai cái dấu đóng ngoặc này là ở bên này nhé, cho print ước chung lớn nhất của m và n là đấy. Chúng ta ghi lại, hôm nay là buổi thứ ba nhé. Chúng ta là từ này là B3. Bài 1 nhé. Chạy thử nhé, cho đúng hay sai nào.
Bị thương ghi nhầm hai số là 6 và 18 chẳng hạn, thì ngoài ra là tức ở cái này là 6 đúng rồi đấy. Chạy một cái nữa sẽ kiểm tra nhé. 9 và 27. 9 100 lần nữa này. 9 và 100 là 1. Như vậy là cái đoán này mặc dù là không phải tuy hoàn toàn nhưng mà là đúng, vậy là đúng. Chúng ta chưa có đi sâu, chưa có đi sâu vào phần thuật toán nhé, không đi sâu vào phần tối ưu. Chúng ta tập về công nhận cái này là cái này là cái rất là hợp lý, nhìn rất là dễ nhìn và dễ viết, được chưa? Rồi thì đó là cái bài bài đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ thêm những cái hàm mà nó trong ở bên trong nó có nhiều cái trong hàm, nó có nhiều cái dòng ly thơm, nó không 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 phải chỉ có một, không phải chỉ có một dòng ly thơm mà nó có nhiều cái dòng ly thơm. Đây, tôi lấy ví dụ nhé. Ví dụ giờ tôi làm như sau, tôi sẽ làm tôi viết những cái hàm là hàm sẽ hàm để tính cái số Fibonacci thứ n, hàm như này, tôi biết là phi đi, phi n đó. Hàm này là hàm sẽ tính cái số Fibonacci thứ n nhé. Đây thì ta làm như nào đây. Thì bài này chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta nhớ lại cái hàm mà cái chúng ta nhớ lại một chút cái Fibonacci một chút nhé. Để chúng ta đây tôi dùng một bút này tôi làm lại, chúng ta xem nhé. Đây, Fibonacci tức là cái này. Đây nhé. Là cái hàm như sau. Là cái dãy là gồm có là F0, F1, F2, Fn nhé. F0 bằng 0, F1 bằng 1, F2. F2 thì bằng là F0 cộng F1 thì nó bằng 1. Còn Fn bằng là Fn trừ 1 cộng với Fn trừ 2. Đó. Thì cái đề nó là cái gì? Được chưa? Thế thì tôi sẽ phải tính nhé. Trường hợp là F0 và F1 thì nó rất là trường đặc biệt. Công thức này này, công thức này nó chỉ đúng với n lớn 1 trở đi thôi. Còn từ 2 trở đi n là bằng 1 thì nó không, một bảo n 1 0 thì nó không không đúng. Cho nên chỗ này chúng ta phải khi viết cái hàm chúng ta sẽ phải có trường đặc biệt. Như vậy bài này như sau, như vậy bài này chúng ta phải làm sao nếu mà đồ bài của chúng ta là cần viết một cái hàm đúng không? Cái hàm là phi phi n như thế này thì chúng ta sẽ phải chia làm ba trường hợp. Trường thứ nhất là n bằng 0. Đó, thì hàm này trả lại là mấy? Là 0. Trường thứ hai là n bằng 1 thì trả lại là 1. Trường thứ ba là n bất kỳ. Thì chúng ta phải tính tính theo công thức này. Các bạn thấy không nào? Nên là cái trường này là cái hàm này là hàm nó phải có là ba lần có cái từ hóa return để trả lại giá trị. Nó hơi phức tạp một chút nhé. Rồi chúng ta có thể chúng ta làm bài hàm làm cái này này. Đây nhá. Đây. Chúng ta phải làm này vì là if này, đúng không? If n bằng 0 đó thì nó trả lại là bao nhiêu? Thì nó trả lại là như này, thì nó trả lại là return 0 đúng không? Bây giờ là else else cho em cho em là if nữa đúng không nào? Xuống dòng là if lần nữa, if này, if n bằng 1 thì sao? Thì return 1. Else else này mới là trường tổng quát đây này, tổng quát là nằm ở đây này, anh tổng quát nhé. Thì chúng ta sẽ phải làm như này, thì chúng ta sẽ phải tính từ 2 trở đi đúng không? 2 trở đi 2 cho đến n,
2 chữ N. Thế cho làm như sau nhé. Chúng ta đặt A bằng bằng 0, B bằng 1. A B là cái A chính là cái chính là lập phân là nôm na chính là 0, A chính là cái giá trị ban đầu của cái Fn trừ 2. B đóng vai trò là Fn Fn trừ 1. Hay là ngược lại như AB ABC đúng không nhỉ? ABC. Còn C là cái C là cái C bằng A cộng C bằng A cộng B đúng không? C bằng A cộng B thì tôi không nhầm nhỉ? C bằng A cộng B thì cái này C đóng đầu C đóng vai trò là đây. C sẽ bằng A cộng B. A đóng vai trò là Fn trừ 1. B đóng vai trò là Fn trừ 2. Được chưa? Và đây tôi sẽ phải dùng là for để tính cái n. Cái for này nó chỉ có ý nghĩa là ấy thôi, có ý nghĩa là in range. Range chạy từ mấy? Chạy từ 2 đến n thôi. Xuất phát từ 2 thì đi mà. Từ 2 đến n cộng 1. Rồi là for như vậy nhé. Đây. Đầu tiên tôi cho C bằng A cộng B. Hiểu nào? Đóng vai trò C đóng vai trò đây là Fn đây. Fn cộng với Fn A đóng vai trò là Fn trừ 1, B đóng vai trò là Fn trừ 2. Và khi chuyển lên sang cái mới, chuyển lên sang cái vòng lặp tiếp theo thì ta thay đổi như sau. Ta lúc giờ tôi sẽ gán như sau. Tôi sẽ gán là như thế này. Tôi sẽ gán là B bằng A và A bằng C. Đấy. Các bạn hiểu chỗ này không nào? Chỗ này hơi khó một chút nhé. Bài này hơi khó. Đây chỗ này này. A này. Tức là cứ bốn một lần như vậy cho tính C. Chính C chính là cái giá trị Fn đấy. Y bằng 2 nhé. Đây là Y bằng 2 này. Y bằng 2 thì C chính là F2. F2 cộng với F1 cộng F0. F1 ở đây này. Đấy. Cộng F0. Xong lên cho Y chạy tiếp. Y bằng 3. Nhưng mà trước cái đó ta đã gắn là B bằng A rồi. Đổi B chuyển lên A và A chuyển lên C. Quay lại vòng lặp này là C lại bằng A cộng B. Thế như vậy chúng ta sẽ... Và khi hết cái vòng for này, khi hết cái vòng for này tôi bình thường C Enter lần nữa là xong. Mình tôi thử kiểm tra đúng không nhé. Phi này, phi 1 là 1 này. Phi 2 nó phải là 1 mới đúng này. Phi 3 thì nó phải là mấy? Nó phải là 2. Phi 4 nó phải là 3. Phi 5 thì nó phải là 5 đúng rồi. Phi 6 thì nó phải là 8 mới đúng. 8 đúng rồi đấy. Bây giờ phi tổng quát, phi 10 chẳng hạn thì nó ra bao nhiêu? Chúng ta phi... Em có viết hoa không ấy nhỉ? Em có viết hoa đúng không? Phi 10 ra là 55. Hơi dài một tí nhé, để các bạn viết cái này, để tôi viết lại dưới dạng như là chương trình trong chương trình này nhé, tính nhầm phi nhé, new này, đây là một chính xác cái hàm như này, thấy không nào, để phi đây này, nhưng mà đầu tiên có if này, else và đi if nữa này, else đây này, hơi dài một tí nhé. Bây giờ tôi nhập này n bằng in nhập số n input chứ. Rồi xong mới print số
Fibonacci thứ n là fi n. Đấy. Tôi sửa thành chữ F yên thường không không biên hòa nhé. Thực ra nó luôn một chút nữa với các bạn là cái có một cái quy định bất thành văn của Python. Cái này khác một chút so với một khác nhé. Bất thành văn là gì? Là tất cả những cái hàm đơn tuyến bình thường như này này đều nên dùng chữ yên thường, không dùng chữ yên hoa. Chữ yên hoa chỉ dùng từ chữ yên hoa nhé, lại nhé, về quy định của Python này, tất cả các biến nhớ bình thường với chữ yên thường hoặc là cái dưới hoặc là với chữ yên thường, tất cả các cái hàm bình thường, hàm đơn bình thường đều dùng chữ yên thường, đó là nguyên tắc bất thành văn của Python. Có chữ yên hoa dùng thế nào, chữ yên hoa để chỉ ở các lớp thì sang cái buổi sau nữa thì chúng ta sẽ học buổi sau hay sau nữa chúng ta sẽ học sang cái mô hình đối tượng và khai báo các cái class, các cái lớp thì tất cả các class, các cái tên các cái lớp đều dùng chữ viết hoa, dùng chữ cái đầu viết hoa, còn riêng các cái hàm bình thường là tất cả các hàm đều cái chữ chữ thường, tránh không nên để viết hoa. Vừa rồi tôi ở bên ngoài này tôi viết ở bên ngoài này tôi viết chữ fi là viết hoa là không đúng lắm, đúng không, đây là phải là viết f viết thường thì nó hợp lý hơn nhé. Chúng ta đã trở lại rồi đấy, mình tôi chạy lại bài này để xem nhé. Bài 2 này đấy, bây giờ nhập là 10 chẳng hạn thì nó sẽ là 55 đây, chính xác rồi đấy nhé. Bây giờ tôi có thể là bước bài này bây giờ tôi sửa đi một chút, tôi sẽ viết ra in ra dãy 10 số của Fibonacci nhé, thì làm như nào đây. CVS bài số 3 này cao 73 đi, ba tôi bỏ cái này đi, quên mất, vẫn để cái này chứ, vẫn để nhập số n ở đây, nhưng mà in tôi in ra for i in range n tôi print print 10 đoạn đầu tiên của y viết trên hàng ngang, nhưng mà hàng ngang y chạy từ 0 đến n đến n trừ 1 và in ra là n số đoạn đầu tiên của dãy Fibonacci. Tôi thử luôn nha, như này nhé, xem đúng không nhé, kiểm tra đây tôi nhập n 10 ra là 0 0 1 1 2 3 5 8 7 3 2 1 13 34. Tôi chạy lại thử nhé, bây giờ tôi chạy lại tôi nhập là ví dụ như là 30 số Fibonacci rất lớn, Fibonacci là cái số nó tăng rất nhanh, được chưa. Và đây là cái hàm mà đây là cái trình bày nhập số n thì bàn phím và in ra n số hạng đầu tiên của dãy Fibonacci, cái hàm đó là cái hàm đây hơi phức tạp một chút, nhưng mà tôi muốn demo các bạn này để các bạn thấy là cái hàm này lần này nó có ba cái chữ return liền, một chữ return này, hai return này và ba return, thì ở trong chương trình bất cứ lúc nào chữ return là tức là dừng lại và thoát khỏi hàm số và trả lại giá trị của hàm số đó. Đây là cái hàm như thế nhé, bây giờ được chưa. Nhưng mà chúng ta đã vừa mới xem vừa được làm quen với khái niệm là hàm số nhé. Như vậy là ở trong Python cũng có rất nhiều những cái hàm hàm có sẵn mà chúng ta có thể tạo ra những cái hàm mới, nó rất là đa dạng, nó rất là nhiều, nó rất là hay. Bây giờ chúng ta dành ít thời gian, tôi muốn cùng các bạn chúng ta kiểm tra một chút xem là chúng ta làm sao chúng ta biết được là ở trong Python nó có những cái hàm nào có sẵn rồi. Đấy, chúng ta biết những cái hàm nào có sẵn này, hàm in này, đúng là hàm in này, hàm float này, chúng ta đã biết rồi. Hàm str, những hàm chuyển đổi số này, chuyển đổi các kiểu số này, hàm bool này nhé. Chúng ta đã học hàm print
Các bạn thấy không? Tất cả cái hàm của nó đều là những hàm số không viết với chữ thường hết nhé. Hàm input, hàm evan, là những hàm chúng ta thấy là đây là tôi gọi là đây là những hàm có sẵn của Python. Thì toàn bộ cái phần lõi của Python không nhiều hàm sẵn, nó chỉ khoảng hơn 30 cái hàm sẵn. Thì nếu mà các bạn chịu khó thì lập trình nhiều, chúng ta phải học học thuộc lòng tất cả những hàm có sẵn này. Ai mà hiểu được hết tất cả hàm có sẵn này thì coi như đã hiểu được một phần rất là quan trọng của Python. Bây chúng ta cùng tìm hiểu một chút về cái những cái hàm có sẵn này nhé. Thì làm cách nào để biết được là hàm sẵn là cái hàm nào? Đây, tôi chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Thì nó thêm một chút nữa là trong Python nó có một cái hàm rất là hay là cái hàm dir. Hàm dir. Hàm này là hàm dùng để gì? Để liệt kê ra tất cả những cái môi trường hiện tại đang làm việc của Python, nó gồm có những hàm số nào, nó gồm có những biến nhớ nào. Thì hàm dir là cái hàm đó, là cái hàm quan trọng, hàm dir. Hàm dir, enter. Đấy, và thế thì đây. Và thế đây chúng ta có cái hàm hh này, hàm tổng này. Này, đúng không nào? Hàm phi này. Đấy, hàm chúng ta vừa nghĩa xong trên này này, đúng không? ABC là những biến nhớ chúng ta từng nghĩa rồi, ABC, FG là các cái hàm nghĩa phía trên này này. Đấy, nãy nhé. Thì như vậy là cái dir này là nó liệt kê ra tất cả cái tham số, thông số môi trường hiện tại của Python. Cái hàm dir này thông thường chỉ dùng trong cái môi trường tương tác, hay không dùng trong phần lập trình. Trong lập trình thì nó cũng được, nhưng mà nó không hay. À, cũng được, nhưng mà phần lớn là dùng để chúng ta quan sát ở trong cái thì đây thì ở trong này nó có cho tìm hiểu sau những cái này kia cái chỗ bằng có gạch dưới hai cái này. Đấy, thì ở trong Python ấy thì nó phù hợp với rất là rõ trong những cái hàm cơ bản nhất, thì những cái hàm mà nó quy định bởi dấu hai dấu như này, xong tên hàm xong lại thế này nữa, thì có một số những cái hàm như này này. Vì hàm này này, đây là những hàm hết nhé. Thì những hàm này này đều là những cái hàm gọi là hàm hệ thống, tức là họ muốn giấu cái hàm đi ra, không cho người ngoài biết, không cho người bình thường biết, giấu chỉ người lập trình thì mình ta mới quan tâm thôi. Đấy, thì trong những cái hàm hệ thống bao giờ cũng có chính là cái phần là cái hàm built-in. Thì cái hàm này là dùng gì? Cái hàm này là cái hàm này trả lại để nó hàm này nó liệt kê ra ý nghĩa của nó là nó liệt kê ra tất cả những cái hàm hệ thống, những cái biến nhớ hệ thống của Python rất quan trọng để chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây, chúng ta dùng ngay cái lệnh dir và chúng ta sẽ quan sát để kiểm tra. Đây, các bạn nhớ cái này, tôi làm lần này tôi nhớ built-in. Đây, các nhớ lại này nhé. Built-in là một trong những cái hàm mà cơ bản lõi ở trong cái môi trường Python. Thì chúng ta dùng lệnh đi này và chúng ta biết được nó sẽ liệt kê ra tất cả những cái biến nhớ hệ thống, những cái lớp hệ thống, những cái tham biến hệ thống và những cái hàm tự sẵn hệ thống của Python. Đây, liệt kê ra. Các bạn thấy không? Ở trên này là một loạt cái chữ viết chữ hoa. Thì chúng ta bỏ qua tất cả chữ hoa này là những cái mà các cái hằng số, các cái lớp hệ thống chúng ta bỏ qua nhé. Tiếp theo là một loạt những cái là có hai dấu phía trước cái này, này này, đọc này, điểm bốc này, này là những cái hàm hệ thống chúng ta không quan tâm. Nhưng mà những cái hàm mà còn lại là những hàm có sẵn này, đây này, đây này, ABS này, tất cả cái đây là những cái hàm này, đây phần cho dấu đó chính là những cái hàm hệ thống đấy, là những cái hàm có sẵn dùng rất là nhiều hàng ngày của Python. Chúng ta có thể làm quen dần nhé. Thì nếu bạn nào mà lập trình một thời gian rồi qua cái thành thạo, chúng ta sẽ biết tất cả các hàm này. Thì ai mà thuộc lòng cái hàm này thì coi như là mình đã nắm khá Python rồi đấy. Nào chúng ta cùng tra biết gì cái gì nhé. Nào chúng ta cùng kiểm tra nào. Đây, Evan chúng ta biết rồi đúng không? Evan biết rồi này. Exit là hàm để thoát khỏi Python. Chúng ta biết ngay hàm float này. Đấy, biết rồi đúng không? Hàm gì? Input biết rồi đúng không nào? Hàm in biết rồi này.
đó, hàm gì nữa nhỉ, hàm print biết rồi đúng không, hàm range, cái range mà các bạn thấy đấy chính là đó chính là một hàm số đấy các bạn, cái range mà lệnh for đấy, for i in range thì bản thân range nó là một cái hàm, cái range nó là một hàm nó trả lại cái vùng giá trị, cái vùng giá trị nhé. Đó, hàm type chúng ta biết rồi, hàm type biết rồi, hàm str biết rồi, nhưng mà chúng ta đã biết khá nhiều hàm đấy bạn thấy không nào, chúng ta biết khá nhiều hàm rồi đấy, và cứ từ 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 học dần những cái hàm khác nhau của cái của Python. Mà như vậy là đây là nhắc lại là các bạn đến các bạn thấy thì tôi chỉ được khoảng khoảng hai ba chục bốn khoảng 40 cái hàm, cái hàm mà đây là hàm dựng sẵn, hàm có sẵn của Python, và tất cả các hàm có sẵn này đều viết chữ thường hết, không viết chữ hoa, thì là Python là nó quy định như vậy, ta nhớ chưa. Đấy, hàm chúng ta cùng tìm hiểu thêm một số hàm khác nhé của Python. Hàm đi này, hàm đi là hàm mà chúng ta vừa mới học xong rồi đúng không nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số hàm khác nhé, một số hàm rất là sẵn, rất đơn giản. Hàm ABS đấy, hàm đầu tiên chính là hàm cái trị tuyệt đối của một số. Ví dụ như là ta viết là âm 12 chẳng hạn thì nó ra ngay là 12. ABS tôi có thể viết là thành là cái biểu thức 19 trừ đi 7 cộng 10 như này, nó tính luôn hàm 22 gọi là ABS nhé. Hàm thứ hai là hàm mà ta sẽ học là cái đơn giản là cái hàm sum. Hàm sum là hàm rất là hay, nó có ba cái hàm hay dùng nhất, là hai ba hàm hay dùng trong tất cả các tiếng Anh bình thường. Hàm sum là một, là hàm tính tổng, hàm max, hàm tính max, hàm min, hàm tính min. Hàm sum là cái hàm mà tính tổng có các số 12 này, 16 này, 18. Xin lỗi. Chỉ có hai biến thôi. À, đây tôi nói thêm nhé, không phải hàm này, không phải, xin lỗi, nó không à. Bây giờ nếu chúng ta mà dùng cái hàm mà nó không thấy nó có lỗi không thì ta có thể tìm hiểu như sau này. Chúng ta dùng cái lệnh help để trợ giúp, chỉ là bản thân help cũng làm cái hàm trên này, đầu cái làm cái làm trợ giúp cho hàm help ở đó, help để help. Thì chúng ta viết help, sau chúng ta mở ngoặc, chúng ta viết cái hàm nó ra. Thì nó ra cái gì? Thì nó ra cái này. Đấy. Thế như vậy là cái hàm mà đây này, cái hàm này là như vậy, chúng ta thấy là nó tôi viết tôi nhầm, nó không phải là một dãy các số đâu. Nó chỉ có hai tham biến thôi. Cái này chúng ta chưa học đến, nhưng cái bài chúng ta chưa học đến chúng ta rất là chịu vậy. Đấy, như vậy là cái hàm này nó chỉ có hai tham biến chứ không phải là nhiều tham biến như tôi nói ở đây. Đây là tôi nhầm sang cái hàm ở trong các phần mềm bằng tính điện tử, trong Excel thì nó như vậy, còn ở trong Python thì hàm sum đây là nó chỉ có hai biến, thật ra dùng một biến thôi, dùng nó chỉ có một biến thôi. Như thế là tôi học sau hàm sum nhé. Tương tự như vậy đối với hàm mà min và max, tôi kiểm tra lại cái hàm min và max nhé. L của max chắc nó giống như này, giống của hàm sum thôi. Đúng rồi, đúng là nó giống như là cái hàm sum. Hàm max nó hơn là có này nữa, anh hàm max nhưng mà hàm max là có đấy, hàm max là cho phép như này nhé. Như vậy hàm max là như này, cho phép chúng ta là có thể có nhiều số 12 0 chỉ 1 kiểm tra được. Đúng rồi. Hàm max min thì cho phép là một dãy các số bất kỳ. Nhắc lại này, max này trừ 1 này, trừ 8 này, trừ 19 này, là hàm max là trừ 1. Vậy hàm max là hàm cho phép, ở trong đó có thể có nhiều giá trị, nhiều nhiều giá trị dài bao nhiêu cũng được tùy ý, giống như hàm print nhé. Hàm min cũng vậy, hàm min chắc chắn là giống max, là tính min của một dãy các số 12 0 trừ 1 8 9 100, tính min của những cái hàm này, của những cái số này, đó là trừ 1. Đúng rồi, nhưng mà là cái cú pháp của hàm min, hàm max là giống nhau và khác cái hàm sum. Ở đây các bạn thấy có rất nhiều từ lạ nhé, chúng ta sẽ học sau những tất cả những từ như này, chúng ta sẽ học sau và
hy vọng là đến cuối lớp này tôi sẽ, các bạn sẽ được học cái này. Còn bây giờ thì chưa, chưa học đến được, chưa nói được. Đấy, thì đó là cái hàm. Rồi thế thầy biệt. Nói lại ví dụ hàm xăm đi ạ. Cái hàm xăm thầy nói lại đi ạ. Hàm xăm hiện nay chưa dùng được các bạn ạ. Hàm xăm nó chỉ có một tham biến thôi, là cái interval này, cái hàm này là gì thì tôi để tôi ví dụ hàm xăm nhé. Chúng ta cho biến là chưa dùng được. Hàm xăm ví dụ như là như là của một dãy số, chúng ta phải đưa vào một trong số ngoặc như này, nghĩa là 12, 14, 12, 12, 17. Các ngoặc hai lần như này thì được. Nó hơi hơi phức tạp hơn thế nhé. Đây chúng ta học sau đi, chúng ta học sau cái này nhé. Học ngay sau trong khoảng 3-4 buổi nữa là học đến cái này thôi. Biết nói bây giờ là hơi đi sớm quá nhé. Chúng ta phải học thế nào là đối tượng nó thuộc loại là iterable này, cái này học sau sau này. Đấy, cái này học sau cái này nhé. Kia đây là không phải hàm xăm đây này, hàm xăm này, hàm xăm đây là cú pháp của hàm xăm đây này. Đấy, là cú pháp của nó nhé. Thôi chúng ta học sau đi. Như vậy làm sao mà nó phức tạp hơn nhé. Muốn đưa vào một dãy số chúng ta phải đưa vào trong dấu ngoặc đơn như này nhé. Nếu mà đưa muốn tính học xong, còn hàm mắc min không cần, mắc min ta liệt kê luôn, liệt kê là a b c d e f g h i k là được. Như vậy là cái hàm mắc này, hàm mắc chúng ta có thể viết đơn giản, hàm mắc có thể viết đơn giản như là a 1 a 2 vân a n là mắc. Thế thì đơn giản hàm min cũng vậy, min cũng là viết đơn giản là hàm min min đấy. Còn đối với hàm sum thì không được, hàm sum thì muốn tính tổng các số từ từ a 1 đến an chúng ta sẽ phải đưa vào trong, chúng ta phải đưa vào trong dấu ngoặc nữa thì mới được nhé. Để sẽ học sau đi, cái này sẽ học sau đấy. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo rất quan trọng đối với hàm số. Chỗ này phần rất quan trọng tôi nói kỹ để các bạn tìm hiểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách mà Python là truyền truyền dữ liệu, truyền số liệu vào vào tham số, vào hàm số như thế nào, và khái niệm là biến nhớ, khái niệm biến nhớ tổng thể và biến nhớ địa phương đối với Python như thế nào nhé. Được rồi, thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Nếu mà chúng ta, các bạn thạo Pascal ấy, hay là C thì có khái niệm là biến nhớ địa phương và biến nhớ tổng thể. Biến nhớ được khai báo ở bên trong một cái hàm thì gọi là biến nhớ địa phương, đúng không nào? Nó chỉ có tác dụng ở bên trong cái hàm đó thôi. Biến nhớ được khai báo ngoài một cái hàm thì gọi là biến nhớ tổng thể, và biến nhớ đó được có tác dụng cả trong cái hàm đó nữa. Đó là điều đó đúng với Pascal và đối với C nhé. Nhưng đối với Python thì không phải như vậy. Đây là chút khác biệt về khái niệm biến nhớ, biến địa phương, biến tổng thể giữa của Python và C và Pascal, mà chỗ này là rất nhiều người nhầm, rất nhiều người không rõ chỗ này, cứ nghĩ đơn giản là như vậy, nhưng mà thế là khác biệt nhau nhé. Thôi bây giờ tôi nói luôn này, đầu tiên tôi muốn nói là nếu một biến nhớ mà khai báo ở bên trong một cái hàm ấy thì tất nhiên nó là biến nhớ địa phương, không thể ảnh hưởng ra bên ngoài được, cái đó là hiển nhiên. Làm ví dụ luôn nhé. F nhé, F N nhé. Thì tôi biết là M bằng 2 nhân với N vì thường M được chưa? Thì cái hàm này là tôi có một khai báo một cái biến M mà tôi gán nó bằng là 2 nhân với N, 2 nhân với N mà trả lại giá trị là chính M. Thì như vậy cái biến M này là cái biến được khai báo ở bên trong cái hàm hàm này, được chưa? Hàm này như tôi gọi này, tôi gọi là F 10 chẳng hạn, là 20. Khi chạy F rồi thì là cái biến nhớ này là bao nhiêu bên trong, tôi gọi M của anh bao nhiêu M này, enter này. Đổi. Như vậy là khi một cái biến nhớ được khai báo bên trong một cái hàm thì nó chỉ có tác dụng ở bên trong thôi, nó không thể có tác dụng bên ngoài được. Khi tôi gõ bên ngoài này là lỗi, là không có. Vì sao? Bởi vì M chỉ có tác dụng ở bên trong cái hàm, chỉ có tác dụng khi tôi gọi hàm đó thôi, còn ngoài ra không có tác dụng ở bên ngoài. Như vậy là cái phạm vi cái biến nhớ ở bên trong này nó luôn là biến nhớ địa phương hay là biến cục bộ, tiếng Anh nó gọi là local
local, đúng không? Đấy, các bạn nhớ nhé. Thì khái niệm là local variable thì của Python giống hệt của Pascal và của C, giống hệt nhé. Nhưng mà khái niệm là bình nhớ địa phương là giống hệt. Bây giờ chúng ta sang khái niệm là bình nhớ tổng thể nhé. Xem nó như thế nào nhé. Đây, chúng ta cùng nhau. Đây, thì viết là M bằng 23. Như vậy M là một cái bình nhớ đặt ở bên ngoài đúng không nào? Được rồi. Thế bây giờ tôi gọi F2. Khi gọi F2, phần mềm sẽ chạy và gán M bằng 2 nhân với 2 và M bằng 4, trả lại là 4. Được chưa? Như vậy khi tôi gọi hàm F thì bên trong hàm F có cái biến ở bên trong là biến M được gán là 4. Bây giờ thoát khỏi hàm F tôi gọi M, M vẫn là 13. Được chưa? Vậy suy ra là cái biến M này nó không thể nào nó chui vào, không có dấu ở bên trong của cái hàm F nữa được. Bạn thấy không nào? Không có dụng ở bên trong hàm F. Như vậy là cái suy ra là biến M được đi bên ngoài sẽ không phải là biến tổng thể theo đúng nghĩa, theo giống theo ý nghĩa mà ta vẫn hiểu như là đối với Pascal và đối với C. Nhắc lại nhé, một biến nhớ được định nghĩa ở bên ngoài hàm thì không có tác dụng ở bên trong hàm đó, không, nó không có dụng luôn. Được chưa? Không có tác dụng. Đấy, như vậy có thấy được bên trong hàm là thực ví dụ đây, bên trong hàm có cái hẳn cái định nghĩa là M bằng 2N ở đây. Của M. Bây giờ gắn trước bên ngoài là M bằng 13. Tôi gọi cái hàm này ra. Khi gọi hàm rồi nó chạy cái này. Chạy cái này nó gắn M bằng 4 trở lại M bằng 4 đây. Như vậy khi lệnh này trong hàm đó 4 là chữ M. Nhưng mà khi thoát khỏi hàm đó ra thì tôi gọi M nó vẫn là 13, không thay đổi. Như vậy là M không có tác dụng vào bên trong cái hàm đó. Như vậy là cái M này không phải là biến tổng thể. Các bạn đã hiểu chưa? Chỗ này là chỗ khó đấy. Ở bên biến ở bên trong hàm là biến địa phương thì hiểu rồi. Cái này là cái việc này là giống với các ngôn ngữ khác. Nhưng một cái biến được định nghĩa ở bên trong một cái hàm thì không có tác dụng ở bên ngoài. Được chưa? Ngược lại, một cái biến ở bên ngoài thì không tác dụng ở bên trong hàm. Đó. Bây giờ tôi sẽ làm cái ví dụ khác để các bạn thấy nhé. Đây. Tôi khai báo cái biến M ở bên ngoài. 50. Khai báo cái biến M, tôi gọi khai báo cái hàm F, G đi. G thì tôi cho cái A, B đi. Từ return là A cộng B cộng M. Đấy, ở trong hàm G là không hề có biến M. Biến M được gọi ở đây thì tôi hy vọng là M được đi ở bên ngoài. Mình tôi gọi G này 10, 11 thì các bạn thấy có lỗi không nào? Enter này trả lại là 71, trả lại chính là 10 cộng 11 cộng mấy cộng bao nhiêu cộng 50. Như vậy là cái chỗ này là không lỗi nhé. Như vậy là ở bên trong một cái hàm số, nếu chúng ta mà gọi một giá trị là một cái biến nhớ ở bên ngoài thì bên trong nó vẫn hiểu. Bên trong vẫn hiểu nhé. Như vậy là một biến nhớ ở bên ngoài định nghĩa rồi thì ở bên trong vẫn có thể truy cập vào biến nhớ đó, nghĩa biến nhớ đó như là một cái giá trị và chúng ta dùng được. Cái này chúng ta hiểu sau nhé. Bây giờ tôi làm thử này, bây giờ lại nhé, bây giờ tôi ten cái biến nhớ M đi. Bây giờ M là biến nhớ tổng thể nhé. M được gắn M là biến nhớ bên ngoài nhé. Tôi đen M đi, tôi không có M nữa này. Đây M là không có nữa này hết nhé. Tôi gọi nó gọi G này 10, 11 này, enter này, gọi lập tức. Vì bây giờ là trong lời gọi của M đó nó có cái là A cái của M và M này là các bạn không hiểu gì nữa. Đấy, cho nên là máy báo lỗi này, M not defined. Thế không nào? Đấy, cho nên là khi người ta mới nói là
khi mà khai báo bằng cái hàm số ở trong Python ấy, thì tuyệt đối không nên dùng những biến nhớ lạ ở bên ngoài. Mà nếu dùng thì phải rất cẩn thận. Vì đây ở trong trường này chúng ta dùng biến nhớ M. Biến nhớ M này là được coi như là biến nhớ ở bên ngoài. Chúng ta được quyền truy cập thì được. Nhưng mà chẳng may bên ngoài mà xóa đi mất ấy, thì lập tức nó lỗi ngay. Cho nên là chỗ này là chỗ rất nhiều người là lập trình bị sai như này này. Cho nên là khi mà người ta khuyên là khi lập trình trên Python, khi mô tả cái hàm ấy, thì nên là mọi thứ là cho gói ở trong hàm đó, không dùng cái gì đó, không dùng một cái gì ở bên ngoài. Hạn hữu lắm thì mới dùng thôi nhé. Đó là trường này, giả sử chúng ta muốn dùng M thì làm như thế nào? Đây là trường này thì làm như này thôi, rất đơn giản. Chúng ta làm như thế này là D G A phẩy B phẩy M, đúng không nào? Return A cộng B cộng M là xong nhé. Enter. Đây, bây giờ làm này, M tôi gán này bên ngoài nhé, bằng 1 này, xong tôi gán là G này, 10 này, 20 này và M, được không? Được không nhỉ? Nhưng mà đây chỉ là A, đây là B, đây là M đấy, enter đây. Vẫn được. Vậy đây là cách làm nhé. Nhưng mà chúng ta gói gọn ở bên trong lòng một cái hàm là như vậy nhé. Đấy. Thì không có dùng cái gì ra bên ngoài cả. Bên ngoài. Là ta không dùng gì ở lại bên ngoài, chúng ta gói gọn bên trong cho nó khép kín cái hàm, định nghĩa là nó phải khép kín lại với nhau. Đấy, kín lại với nhau. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi không ai có hiểu không nhỉ? Chứ này hay có hiểu một chí đúng không? Có hiểu thầy ơi. Có thể khó hiểu không? Không rồi ạ. Không à? Đấy, tôi làm rất kỹ cho các bạn thấy cũng dễ, cũng em chưa hiểu cho lắm. Không hiểu cho lắm à? Ừ. Cái này thì chúng ta sẽ hiểu dần thôi. Không. Tức là gì? Đối với ai mà đã thành thạo Pascal và C rồi thì sang lập trình sang Python sẽ cảm thấy lúng túng khi xử lý các cái biến nhớ như thế này. Còn những ai mà chưa biết gì về Pascal hay là về C thì chúng ta sẽ thấy bình thường, không có gì cả. Còn những ai mà đã dùng Pascal hay là C rồi thì quay sang bên này là thấy nó hơi bị vướng, hay cảm thấy hơi lạ lạ một tí. Thì nó là một cái biến nhớ được định nghĩa bên ngoài rồi thì ta sẽ bên trong chúng ta chỉ phép dùng thôi. Chúng ta mà nó không được coi là biến nhớ ở bên trong nhé. Đấy, thì bây giờ tôi tổng kết lại chúng ta hình dung nhé. Bây giờ tôi sẽ tổng kết lại cho chúng ta thấy chỗ này. Cho chúng ta thấy cái bức tranh tổng thể nhé của cái biến nhớ này. Tức là khái niệm là biến này. Biến nhớ nhé. Biến nhớ thì nói chung là chúng ta thấy là chúng ta có thể hiểu hai cái. Một là biến nhớ là được nghĩa này. Các bạn tắt đây nhé. Tắt video đi nè. Một là biến nhớ được định nghĩa bên trong hàm, được chưa? Và hai là biến nhớ định nghĩa ở bên ngoài hàm. Được chưa? Thì với cái định nghĩa mà một ấy, cái loại này là một này thì chúng ta hiểu đương nhiên thì nó là biến nhớ địa phương, dễ hiểu rồi. Biến nhớ này chỉ có tác dụng ở bên trong thôi, nó là local nhé, nó không có tác dụng ở bên ngoài. Cái này thì rất dễ hiểu, nhưng mà cái này là khó hơn này. Đấy, thì cái này hiểu như sau này là như này nhé. Là thứ nhất ấy là biến nhớ này là ở bên trong hàm thì sao, ở bên trong hàm thì ta làm được cái gì? Bên trong hàm thì làm sao? Thì cho chú ý, một là có thể truy cập vào biến nhớ này, một ý nhé, có thể truy cập
vào biến nhớ. Vào biến nhớ như một giá trị, như một giá trị. Ở bên trong chúng ta có thể nhìn thấy cái biến nhớ đó, nhìn thấy biến nhớ đó và chúng ta có thể truy cập, chúng ta có thể tính toán trên biến nhớ đó như một giá trị, được chưa? Nhưng chúng ta thứ hai chú ý, thứ hai chúng ta không thể coi cái biến nhớ đó là một biến nhớ, không thể coi, không coi, không thể coi biến nhớ đó, biến nhớ đó là một biến nhớ được, là một biến nhớ bình thường là không thể coi được, không thể nhé, không thể là biến nhớ bình thường, không thể coi, là không thể coi được là như vậy. Có thể coi như là một giá trị thì được, giá trị thì được, nhưng mà không thể coi là biến nhớ bình thường. Đấy, ví dụ như là sai này, lấy ví dụ như là sai, như lấy ví dụ nhất, lấy ví dụ thôi. Chúng ta gán này bên ngoài là m bằng 2, xong chúng ta đếp ở đây f, chúng ta gán lại không thể có biến nhớ, chúng ta gán là m bằng là m cộng 1 là máy, là máy báo lỗi ngay. Lấy ví dụ nhá, thế này chúng ta coi là chúng ta coi là nói biến nhớ thì không được. Biết này được, biết thế, biết thế, x x bằng m thì được, ok, ví dụ m là một giá trị. Có được coi là một giá trị thì nhá. Cái này là lúc nãy trong ca là bọn lấy nào cái gì à? Nhá. Thế này là ok, thế này thì là không ok, thế này là không, thế này là ok, thế này là không được nhé. Thế này là ok. Vì sao? Vì trường hợp này là trường hợp chúng ta là trường hợp này coi biến nhớ bên ngoài là một, như một giá trị thì được, nhưng không thể coi nó là một biến nhớ. Đấy nhé. Vì chúng ta sẽ mình tôi lấy ví dụ cho thấy ngay nhé. Thế là nôm na là trong bản thân không có khái niệm, không có khái niệm là biến nhớ là tổng thể giống như là ở trong các Pascal hay ngữ khác. Đây cho chọn xem nhé, đây thì con m này, m bằng 10 này, xong cái định nghĩa một cái hàm f, hàm h này, hàm h nhé, tôi viết là tôi gắn này m này bằng m cộng 1 này nhé, xong đó thì tôi return m, gọi là h thôi này, xong được không nào? Báo lỗi ngay vì máy nó không hiểu, là cái m này là một cái biến nhớ ở bên trong hàm h h thôi này. Khi tôi viết m một máy hiểu như thế này này, máy hiểu như sau này, máy hiểu là à, tôi định nghĩa mà tôi nói các bạn biết là khi tôi viết như này thì máy hiểu như nào nhá. Khi tôi viết như này thì máy hiểu như sau này, tôi sẽ vẽ cho các bạn xem. Chỗ này là chỗ hơi khó hiểu một chút đối với nhiều người là chưa thạo. Đây này, tôi định nghĩa lại cái này nhá, đây để cho các bạn xem nhá. Đây tôi khai báo này, m bằng 10, như vậy là m là biến nhớ ở bên ngoài hệ thống. Rồi tôi định nghĩa là f, định nghĩa def, def f, def nhé, def này h, xong thì tôi viết là m bằng m cộng 1, tăng vào một giá trị và tôi return m. Đấy, định nghĩa cái hàm này được chưa? Thế thì cái hỏi lệnh là lệnh này thì máy hiểu là như thế nào? Khi tôi viết là m bằng m cộng 1 thì máy tính hiểu như thế nào? Thì máy tính hiểu như sau nhé. Khi tôi viết là m bằng, máy tính hiểu là chúng ta đã khai báo một biến nhớ mới m bên trong hàm h. Vì tôi nhắc lại là bên trong hàm h nó không coi m là biến nhớ mà. Khi viết m bằng thì máy hiểu ngay tôi khai báo một cái biến mới đặt tên là m và khai báo bằng cái bên này. Rồi máy mi tính cái này,
khi tính m thì máy, vì lúc bây giờ máy hiểu là khai báo m rồi, chứ m này không hiểu là m bên ngoài này nữa, m này hiểu chính là cái này, cho nên là chỗ này máy hiểu à, nhưng mà là cái biến này vừa khai báo xong chưa có giá trị gì cả, ta gán luôn vào đây là sai đấy. Cho nên là chuyện này là máy bị sai, nó hiểu sai là như vậy. Giờ bây giờ tôi nói thêm một chút nữa về cái để hiểu các bạn này, các bạn hiểu như sau này. Thì Python nó là một cái nó là một cái hệ thống là thông, là thông dịch, cho nên tất cả cái biến nhớ của nó là nó không được, mà nó quản lý biến nhớ là quản lý động, biến nhớ các tên biến nhớ là quản lý động, cho nên là nó không cứng nhé. Thì là như này này, ở trong Python nó luôn có một cái vùng một cái vùng nó gọi là namespace. Các bạn, cuốn sách của tôi viết là viết kỹ cái này. Namespace là cái nơi mà lưu trữ các cái tên biến nhớ, như là m này, n này, a này, b, tên biến nhớ hay tên những cái hàm số, tên những cái hàm tên biến nhớ nó lưu riêng nhé, lưu riêng. Và khi khai báo là m bằng 1 thì m sẽ đều lưu luôn vào đây. M được gắn với ra một cái dấu số là 1. Khai báo là a bằng 2, a được lưu luôn vào đây, và cái a này là gắn ứng với số 2. Như vậy là máy sẽ lưu một cái danh sách các cái tên. Và khi mà tôi khai báo một cái tên, khi tôi dùng lệnh den a thì tôi xóa cái tên này đi khỏi cái namespace này nhé. Thì như vậy là Python có một vùng namespace chung của hệ thống, và mỗi một hàm số, khi khai báo một cái hàm def g chẳng hạn như này nhé, thì bản thân mỗi hàm số nó có một cái namespace riêng. Đấy. Mỗi một cái hàm số là có một cái namespace riêng, được chưa? Thì khi tôi khai báo này, tôi khai báo một cái biến đây, biến m đây nhá, các bạn nhìn này, m ở đây này, đúng không? M bằng 1 ở trên này, đúng không nào? Thì ở trong cái namespace chung ở bên ngoài thì người ta hiểu à, đây là một biến nhớ, đúng không nào? Nhưng ở bên trong lòng cái hàm g thì nó có một cái namespace riêng, cho nên là cái m này không được coi là biến nhớ ở trong này, và máy hiểu à, nó là một giá trị ở bên ngoài truyền vào thôi. Và ở trong g này với tương án là a bằng m, máy sẽ làm như sau này. Máy sẽ làm như sau, khi mà tương án a bằng m ở trong cái này, viết a bằng m nhé, viết lại này, biểu a bằng m, được chưa? Thì máy làm như sau này, máy sẽ tạo một cái biến nhớ mới là a, đưa ngay vào namespace này, và a sẽ gắn với số nào? A gắn vào đây, máy tìm m, máy tìm m, cho đây có m không? Nếu có m thì máy gắn nó vào, bây giờ m bằng 2 thì máy a đang bằng 2, nhưng m không có, máy sẽ tìm sang cái bên ngoài này, tìm sang bên ngoài này, à, đây có m, m bằng 2 rồi, m bằng 1 rồi, lập tức là máy gắn là a bằng 1 luôn, đấy, thấy không nào? Đây, a bằng 1 luôn. Cho nên là mỗi một hàm số là nó có một cái name, vùng tên riêng, vùng namespace riêng. Thì ở trong Python là như vậy, là ở bên ngoài toàn bộ cái vùng đặc bên ngoài là một namespace, mỗi một cái hàm số là một namespace riêng. Chính như vậy mà một cái biến nhớ được định nghĩa ở bên này thì không được coi là biến nhớ của hàm số ở trong này, được chưa? Chính như vậy mà trong hàm số khi mà chúng ta truy cập vào m thì được. Đây, tôi quay lại cái câu này tôi viết ở trên nhé để các bạn thấy nhé. Đây này, ở bên trong hàm nhé, bên trong hàm thì có thể truy cập vào biến nhớ như một giá trị thì được, biến nhớ bên ngoài này, khai báo m thì trong này có thể tính toán m được, truy cập vào m được, nhưng không thể coi nó là một biến nhớ. Đấy. Vì sao là như vậy? Bởi vì là mỗi hàm số nó có một cái vùng biến nhớ riêng nhé. Như tôi giả sử tôi định nghĩa đây ở trong này, ở bên ngoài này là m là m1, bên trong hàm g tôi khai báo riêng, viết là m bằng 12, à như vậy m này được khai báo ở đây. Như vậy là
M này là bệnh nhớ riêng ở trong cái vùng của cái hàm này, và cái bệnh này không ảnh hưởng đến bệnh biến mở này, đây là bệnh nhớ chung bên ngoài, bệnh nhớ riêng đây, hai cái này là không liên quan đến nhau nữa, đây, là không nhé. Cho nên mà khi chúng ta M chúng ta tính thoải mái, chúng ta thoát ra, khi chúng ta thoát ra khỏi cái hàm G, lập tức cái này nó xóa đi, và cái M này là M bên ngoài. Cho nên là như vậy là M hệ thống và M bên trong này là không giống nhau là vì vậy nhé. Bạn đã hiểu chưa? Cho nên là cái hơi khó một chút, nhưng mà chỗ này chỗ rất là hay, rất là hay của Python đấy, rất là hay của Python. Được chưa? Đấy. Khi tôi viết là M N thường tôi viết M 10 nhá. M 10. Rồi, tôi G tôi khai báo là def G cũng là M đi, cũng là M. Chỗ này thì biết là m bằng 2 nhân với m và tôi return m cộng 1. Được chưa? Rồi. Thế thì ở đây nhá. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm tiếp một chút là mà như vậy là khi mà tôi gọi là gm. Được nhá. Thì nó ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu nhỉ? Nó ra là 2 nhân m là 2 nhân 10 cộng 1 là 21, nó ra là 21. Được chưa? Ở trong g thì m 21 thì bên ngoài của nó vẫn là 10. Đấy, như vậy là các bạn thấy không nào? Để bây giờ giải thích nhé, chỗ này nhé. Khi mà tôi khi tôi viết như này này thì mà thì cái m này được truyền từ bên ngoài vào và bên trong thì cái tất cả các tham số của hàm số được coi là các cái bệnh nhớ địa phương. Như vậy là cái m này là bệnh nhớ địa phương ở trong cái là bệnh nhớ trong cái namespace riêng của cái hàm đó. Và khi tôi tăng lên tôi thay đổi thoải mái thì không ảnh hưởng gì bên ngoài này. Việc truyền vào này là truyền vào bằng giá trị. Toàn bộ cái việc truyền dữ liệu qua hàm số ở trong qua hàm ở trong Python đều là kiểu truyền tham trị hết. Ở trong bản thân không có chuyện là truyền tham biến nhé. Chúng ta nhớ lại là ở trong trong Pascal và ở trong Pascal và trong C đều có hai kiểu truyền giá trị thông qua một cái hàm. Thông qua hàm. Chúng ta nhớ lại một chút đối với Python nhé. À, đối với mà tôi nói sang khái niệm là truyền giá trị vào hàm thông qua tham số. Khai báo một cái hàm g có các biến nhớ là như là a này, b này, c vân vân. Thì khi tôi gọi hàm cụ thể, thì các cái giá trị bên ngoài được truyền vào như thế nào, thông qua truyền vào bên trong cái hàm này như thế nào. Đây thì nhắc lại này, ở đối với Pascal và C thì nó có hai kiểu truyền giá trị, người ta gọi là truyền tham biến, hai là truyền tham trị. Ở trong C và Pascal, tham biến là truyền vào khi bên nhớ được khai báo như là con trỏ, thì ta truyền giá trị vào bên trong thì là truyền biến với nhau, thì khi tôi truyền vào thì giá trị bên ngoài và trong nó là một, trong thay đổi thì ngoài cũng thay đổi. Còn khi truyền tham trị thì chỉ giá trị truyền vào bên trong thôi nha. Thì đây là đối với C và đối với Pascal. Còn ở trong Python thì tất cả việc truyền này là truyền tham trị hết. Ở trong Python không có khái niệm là truyền tham biến, tất cả là truyền tham trị hết, tức là truyền vào bằng giá trị hết. Được chưa? Không có khái niệm là truyền qua là truyền như là một biến nhớ. Truyền tham biến này ý là truyền như một biến nhớ, nhưng mà không, ở trong ở bên này là truyền không phải truyền như biến nhớ, truyền là giá trị hết. Tất cả các biến nhớ được khai báo ở trong hàm, tất cả những khai báo qua tham số của hàm thì bên trong nó đều hiểu là các cái đều hiểu là các cái biến nhớ địa phương của hàm hết. Đây tôi khai báo đến g này, a này, b này, đấy. Xong viết gì thì viết nhé. Thì tôi có thể viết là A bằng A cộng B, B bằng A
chữ B vân vân, xong rồi return ở đây. Tôi return A cộng B. Nhé. Thì khi tôi truyền vào, thì ở đây A, B ở đây là, đây là A này. A là A là tham số thứ nhất, B tham số thứ hai. Cái này nó là tham số nhé. Gọi là tham số của hàm. Tham số. Thì anh gọi là parameter. Parameter nhé. Thì khi truyền vào, thì những cái AB này thì mới hiểu, nó hiểu cái gì, hiểu những cái này chính là các cái biến nhớ địa phương, biến nhớ địa phương của hàm, và nó nằm trong gì, nằm trong cái namespace của cái hàm số đó, namespace. Đấy, A này khi truyền vào, bên ngoài truyền vào, truyền vào là truyền truyền giá trị nhé, vì là trên đây là 10, là 5, là 7, 8, không có khái niệm là truyền biến nhớ A, mà là không phải truyền tham biến A, mà truyền giá trị cụ thể của A và B. Truyền vào bên trong này thì bên trong này AB nó sẽ là nằm ở đây, nằm ở trong, nó nằm. Khi tôi thoát ra khỏi hàm số đó, khi thoát khỏi hàm thì lập tức là xóa đi, không còn gì nữa. Đã, thì chúng ta chú ý nhé. Và như vậy thì đây tôi lấy ví dụ một cái cụ thể, chúng ta hình dung như này nhé. Đây này tôi lấy ví dụ cho hình dung. Đấy nhé này, thấy nhé, à, phía trên tổng thể phía trên tôi viết tôi gán này, A bằng 10 đúng không, B bằng 100, vậy AB là cái biến nhớ ở bên ngoài, AB là nằm trong cái namespace của hệ thống, cái đó nhé, khai báo này, def này, G này, A này, B này, khai báo viết này, tôi viết A bằng A cộng B này, B bằng A trừ B này, xong tôi return. Return là A nhân với A cộng B nhân B. Đấy. Nhé. Tôi gọi hàm này. Xong tôi gọi nhé. Gọi này. Tôi gọi này. Tôi gọi là G A 5. Gọi được không? Được. Gọi cái G này thì máy hiểu như sau. Máy hiểu là A ở đây là 10. Thì gọi G này sẽ tương đương với lời gọi là A là G là 10 và 5. Tương đương luôn. Vì truyền vào truyền tất cả về truyền 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 giá trị ở trong Python là truyền truyền tham trị hết. Cho nên tôi gọi là GA10, GA5 thì tương đương với là G10 năm. Và khi truyền vào bên trong này, khi tôi gọi hàm tôi gọi cái hàm G rồi nhé, gọi G ra thì nó sinh ra là các biến nhớ AB đây. A B A sẽ bằng 10, B bằng 5. Và AB này nằm trong cái namespace của G, của cái hàm G này. Đấy, hàm G đây nhé. Đây là A này. A bằng 10, B bằng 5. Đây là biến nhớ địa phương. Không liên quan gì đến cái biến nhớ AB này nhé, không liên quan. Tôi gọi xong rồi tôi thoát ra. Thì là xóa đi. Các bạn thấy không nào? Cho nên là cái mà cho nên cái gọi là cái mà đối với Python cái này là cũng thân là quen rồi, rất dễ hiểu, rất là hay. Một cái hàm số là nó có một cái namespace riêng của mình, mà nó quản lý các cái namespace đó ở bên trong lòng của cái hàm số đó nhé, cái hàm đó. Mọi cái giá trị truyền vào bên trong của một cái hàm là truyền bằng trị, truyền bằng số hết, truyền bằng số hết nhé, truyền bằng số. Chúng ta chú ý. Bạn đã hiểu chưa nhỉ? Đấy nhé. Đây là bờ bằng 10 ở bên ngoài đúng không? Tôi gọi tôi đi cái hàm G 10 này. Khi tôi gọi m này thì là m sẽ bằng là m sẽ bằng 20. Nhưng khi thoát ra khỏi hàm g thì m vẫn là 10. Thì như vậy là bên trong hàm m thì bên trong lòng hàm g thì m là một cái biến nhớ riêng của hàm g nằm trong cái namespace của g. Còn cái m này này nằm trong cái namespace của bên ở bên ngoài. Khi tôi thoát ra khỏi cái mà khi ta chạy cái này thì cái m này không có ý nghĩa gì nữa. Và chỉ cái m này có ý nghĩa thôi. Và khi thoát ra khỏi rồi thì cái m này không còn nữa, và bên ngoài này vẫn là người. Đấy. Bạn nhé, đây các bạn chú ý trên đó nhé. Được rồi, thì đó là cái khái niệm là tham số của hàm, tham số của hàm và các cái cách truyền giá trị qua tham qua các tham số của hàm là truyền bằng giá trị. Nhắc lại lần nữa nhé, không có khái niệm là truyền bằng tham biến. Cái này là khác hẳn luôn với Pascal và C. Khác hẳn luôn. Chuyển bằng trị hết, và cái biến nhớ bên ngoài thì không
bên trong. Thì cái đó luôn này. Tuy vậy thì do yêu cầu của quá nhiều những người là trình quen với các ngữ khác ấy, nó có khái niệm là biến nhớ tổng thể, cho nên là Python có đưa vào cái bản Python 3 có đưa vào một cái từ khóa dùng để nó tương thích với những ai mà thích dùng biến nhớ tổng thể. Đấy, thì nó đưa vào một cái từ khóa chính là từ là global, như vậy là cái global là cái từ là một từ khóa mới được đưa vào Python. Nó dùng để làm gì? Dùng để định nghĩa cái khái niệm biến nhớ tổng thể giống như là C và Pascal. Được rồi, tôi sẽ làm cho các bạn sau đây nhé. Tôi sẽ làm để cho các bạn hiểu thế nào là biến nhớ, là cái từ khóa là global là như thế nào. Đây, tôi là định nghĩa bằng cái này. Tôi làm ví dụ sau nhé. Tức là ở trong Python nó có một cái từ khóa global, dùng để làm gì? Đây. Một cái biến nhớ bên ngoài, biến nhớ ngoài nhé, kiểu là T đi nhé, là biến nhớ ngoài. Còn đây là bên trong một cái hàm FG, bên trong một cái hàm này thì tôi có dùng cái biến T bằng 10 cộng với AB gì đó nhé. Thì biến T này là biến nhớ địa phương. Biến nhớ nằm trong cái namespace của tôi ở đây nhé. Biến nhớ này nằm trong cái namespace của bên ngoài. Hai biến là khác hẳn nhau. Nhưng bây giờ tôi muốn là gì? Tôi muốn là cái biến nhớ này này. Bên trong này là hai biến nhớ là một. Thì làm như thế nào? À, thì bây giờ thì thằng Python nó có đưa ra vào một cái định nghĩa này. Là khi tôi khai báo cái biến nhớ này này, ở trong bên này này, tôi khai báo cái từ khóa là global. Tôi khai báo là global T. Thế như vậy là ở trong Python là có duy nhất một lần chúng ta được phép là khai báo biến nhớ bằng từ khóa là global. Thì khai báo như sau, thì khai báo cái biến nhớ này ở bên trong một cái hàm. Thì mọi người hiểu rằng biến nhớ là biến nhớ ở bên ngoài được phép dùng ở bên trong như một là biến nhớ. Và máy sẽ hiểu biến nhớ này không phải là của cái anh này, mà biến là của cái anh này, nhưng được dùng ở trong này. Nhưng mà tôi nghĩ lại tên này chính là global nhé. Yeah. Và được dùng nó giống như ở đây. Và khi đó cái tên này và tên này là một, hai cái này là một, được chưa? Bây giờ tôi sẽ cho bạn ví dụ nhé. Cái này theo tôi cái phần này là phần không nên dạy cho học sinh. Học sinh không cần biết, vì nó theo tôi là nó quá thừa thãi mà không cần biết. Giả sử nhé, đây cho t bằng 0, báo cái biến là global nhé. Bây giờ tôi định nghĩa cái hàm là g nhé. G đây là x y, lấy có hai biến nhớ nhé. Và tôi làm như sau này, tính x. Tôi muốn dùng lại cái hàm t ở trên kia, mà tôi sẽ viết là global t. Nhắc lại là trong Python đây là cái vị trí duy nhất mà biến nhớ phải khai báo trước là trong cái hàm nhé. Đây, x bằng 2x cộng y bằng 2y trừ x t cộng 1 và return là x cộng y. Đấy, được chưa? Bây giờ như vậy, bây giờ t là bao nhiêu? T bây giờ là biến nhớ tổng thể nhé. Bây giờ tôi gọi g này, g tôi gọi là 1, 2, enter, tính ra đấy là 4. Tổng giá t là bao nhiêu? T là 1 rồi đấy. Thì vì cái tên này trong cái hàm này nó chạy là tăng lên 1. Thì tăng lên 1, mọi người thấy những cái biến nhớ này là biến nhớ được, mặc dù là được nghĩ bên trong một cái hàm, nhưng mà ta có từ khóa là global, cho nên máy hiểu đây là biến nhớ tổng thể. Và nó chúng ta khi khai báo rồi chúng ta được quyền tính toán, và khi thoát ra nó vẫn thay đổi chỉ ở bên ngoài. Thì cũng là
Như tôi làm thử một cái hàm nhé. Ví dụ như tôi viết 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 một cái trường hàm for y in range 10 chẳng hạn. Print g e e hai e ví dụ cái hai e e viết trên một hàng ngang này nhé, in ra chạy đúng 10 lần bỏ tên thì tăng lên một rồi đấy. Mỗi lần tôi chạy, mỗi lần tôi chạy cái hàm g thì t tăng lên một đơn vị. Mà chạy 10 lần vì t ở đây là t ở một nhé, chạy 10 lần thì suy ra là t tăng lên là 10 thành là 11. Các bạn có thấy không nào? Thế như vậy là chúng ta thấy thêm một cái trường nữa. Nhưng mà đây trường hợp là nó pattern nó phải đưa vào để nó cố tình để nó để cho nó tương thích với một số cái định nghĩa và về biến nghĩa tổng thể của Pascal và C. Người đã hiểu chưa? Đây trường đặc biệt mà trường này tôi khuyên là chúng ta chỉ biết như vậy thôi, không cần học sâu về cái này, không cần biết, theo tôi là không cần dùng đến. Nhưng mà để biết thêm từ khóa là từ global là một từ khóa nhé, một từ khóa của Python. Được chưa? Nhưng mà chúng ta hôm nay nghỉ ở đây, nhưng hôm nay chúng ta học một cái bài rất là phần đầu là tương đối dễ, là định nghĩa hàm, nhưng mà về sau nó khó dần lên khi mà chúng ta quan tâm đến cái khái niệm là biến nhớ cục bộ hay là biến nhớ tổng thể, địa phương hay tổng thể, cách mà Python điều khiển các biến nhớ đó rất là quan trọng. Và cái thứ hai là cách truyền giá trị từ bên ngoài vào bên trong một cái hàm, bắt buộc phải truyền qua gì, truyền bằng giá trị, không phải là truyền bằng tham biến, mà bắt buộc truyền bằng giá trị, không phải truyền bằng con trỏ mà giá trị. Chào thầy. Thầy cho chúng ta nghỉ nhé. Có gì chúng ta không hiểu, các bạn có thể hỏi thêm tôi ở trên nhóm, tôi sẽ trả lời sau nhé. Cảm ơn thầy. Có ai học quân hoặc có ai học nhanh gì không? Không hả? Thôi nhé.